thử thách ăn mực bento với ba loại gia vị cay nhất hành tinh: xăm rang, ít hay, tinh dầu ớt, tương ớt mực không. Mực bento. Ăn bia tương ớt mực hương chua chua, cay cay, mặn mặn. Sam Giang thứ hai ăn với mực bento rất cay. Tinh dầu ớt chùm cuối, loại này gọi là siêu cay luôn, cay nhất Hàn Quốc luôn. Tinh dầu ớt, loại này cay nhất trong ba loại gia vị tại đây. Hằng hắc. Bánh trung thu ăn với gia vị nào sẽ là ngon nhất? Tương ớt mực hương, Sam Giang thứ hai, tinh dầu ớt, sốt mazare. Mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt. 6 điểm. Cay, ngọt. 7 điểm. Rất cay và rất hăng. Cay quá, 5 điểm. Vừa chua, vừa ngọt. Mặn mặn, ngon nhất trong bốn loại gia vị này, sốt mazare là ngon nhất. 9 điểm. Thử thách ăn đùi gà với ba loại gia vị cay nhất Hàn Quốc, bốn loại Hàn Quốc. Đùi gà, tinh dầu ớt, xăm rang, ít hay. Mời các bạn ăn nha. Cay nhưng mà rất ngon, khuyến cáo bạn nào bụng dạ kém có nên thử. Thử thách ăn đu đủ non chấm ngập Sam Giang X2. Vừa đắng vừa chát. Vừa đắng vừa chát, không cần thử. Thử thách ăn mướp với Sam Giang X2 sẽ ra sao? Ngọt ngọt, nhợ nhợ, cay cay. Không ngon, không nên thử.